Từ những hình ảnh thân thuộc này đến thước phim Những Phút Cuối Cùng, cuộc đời của Bác mãi mãi in đậm vào lòng ta một ý chí kiên định, một phẩm chất thanh cao, một tấm lòng nhân ái bao la. Cuối năm 1954, chúng ta đã giành lại được một nửa Giang Sơn sau cuộc kháng chiến lâu dài. Ngôi nhà này bây giờ là của nhân dân. Bác Hồ đã từng nói như vậy và dùng làm nơi hội họp tiếp khách. Còn Bác đến ở ngôi nhà phía trong, nơi ấy vốn là chỗ ở của người phục vụ viên toàn quyền Đông Dương thời trước. Hồ ưa giản dị là phẩm chất dễ nhận ra, nhưng nhận ra một cách thấu đáo vì sao Bác có thể giản dị đến vậy, quả là việc khó vô cùng. Như hương cây hương lá làng sen phảng phất, ta gặp bóng dáng gác xếp ngõ công quanh, cái lán nà lừa, nhà sàn che nứa giữa rừng Việt Bắc. Cái nhà sàn ở lẫn trong hoa, vẫn không ngớt lắng chiều nghe nhịp bể. Có thể nào người ung dung đến vậy? Hôm nay khi chúng ta biết từ năm 1965, mỗi sáng tháng 5, Bác viết mấy lời dặn lại, Bác đã nhìn thấy ngày phải vĩnh biệt cõi đời. Sau mỗi lần làm việc hệ trọng ấy của đời người, Bác lại rất ung dung trong mỗi việc làm, trong từng cử chỉ. Ai biết được bao ngày bao đêm ngôi nhà sàn vắng Bác. Khi ngọn đèn bờ cây nhớ Bác bâng khuâng, thì ở công trường, trên cánh đồng, đơn vị, quân dân ta hò reo, Bác đến. Bước sang năm 1969, Bác thấy trong người không được khỏe, nhưng trong mấy vần thơ xuân, Bác đã cho ta những dự cảm lớn lao. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Tiến lên, tiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. Có thể ngờ rằng người đánh thắng tên khổng lồ điện tử của thế kỷ 20 đã dùng ngôi nhà này làm đại bản doanh. Chẳng có gì nhiều hơn so với nhà trực chiến một quân chủng, một binh đoàn. Xin ghi nhớ tờ lịch này, ngày 12 tháng 8. Xin ghi nhớ đoạn đường ven hồ Tây này. Hôm ấy, hay tin phái đoàn ta từ cuộc đàm phán Paris về, Bác chủ động đến thăm và làm việc. Hà Nội vào thu, trời trở lạnh. Giá như đã có lúc chúng ta chạy nghĩ, giá như bởi sau chuyến đi này Bác ốm.
ngày 18, bậc thang của nhà sàn thân yêu lần cuối cùng nhận được hơi ấm cuối cùng của bàn chân Bác Hồ. Từ nhà sàn đến đây chỉ vài chục bước, Bác đã phải chuyển hẳn xuống đây là đã có dấu hiệu nghiêm trọng về tình hình sức khỏe. Tuy thế, Bác vẫn chưa ngừng làm việc. Bác vẫn suy nghĩ chăm lo đến cuộc sống của nhân dân. Ngày 24, nơi đây đã trở thành phòng cứu chữa. Dẫu vậy, khi tỉnh lại, Bác vẫn muốn được nghe nhịp sống ở bên ngoài. Năm ấy, nước các triền sông dâng to, Bác nằm đó mà vẫn như lắng nghe lưu lượng nước xa gần chảy xiết. Nếu không vì ốm đau, thì Bác đã đến tận nơi xung yếu như những mùa trước đó. Sợ cơn lũ có đột biến bất thường, các đồng chí gần gũi ngỏ ý đưa Bác đến nơi an toàn. Bác nói, tôi không thể xa dân. Quá chiều ngày 24 tháng 8, Bác ngừng làm việc. Ngôi nhà này là nơi tập trung mọi nỗ lực của Đảng và Nhà nước ta, của nhân dân ta giành giữ lại cuộc sống cho người. Mỗi lần tỉnh lại, Bác hỏi, hôm nay miền Nam đánh thắng đâu? Ôi, phải chi lịch sử bước được nhanh hơn để ta dâng lên Bác thắng lợi trọn vẹn sau cùng. Khi Bác hỏi, hôm nay đánh thắng đâu? Thì miền Nam và cả nước lại lắng nghe từ Hà Nội. Nước đang sắp tới thực hiện cho bằng được lời chúc đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Thì ở đây, vì quy luật ngặt nghèo của sự sống, Bác của chúng ta sắp phải dừng chân. Miền Nam trong tim tôi, miền Nam luôn gần kề với Bác, nhưng miền Nam cũng xa cách nghìn trùng. Miền Nam đầu mũi Cà Mau và miền Nam ngoài Trường Sa Phú Quốc. Nhưng bao trùm hết thảy là miền Nam của hàng chục triệu đồng bào đang chiến đấu gian lao. Của miền Nam, chúng ta chưa rõ xuất xứ của cây là ở vùng nào, nhưng trong vườn Bác, cây vú sữa này là miền Nam từ sông Bến Hải đến mũi Cà Mau. Hàng dừa kia cũng vậy. Trong cơn đau, Bác chỉ nhấp được vài giọt nước dừa hái ở cây này. Bác tỏ ý bằng lòng và nói, của miền Nam. Đã có lúc nghĩ rằng
một ngày buồn như hôm nay sẽ đến, nhưng vẫn mong nó đừng đến, và ngày buồn đừng đến như hôm nay. Đây tiếng khóc những anh hùng bất khuất, những chiến sĩ nghìn ngày đuổi giặc, từng dẫm nát trăm trại giam, trăm bãi chiến trường, dù trăm phen đổ máu vẫn xem thường. Nay như con trẻ bỗng òa bưng mặt khóc, bị đốn tận lòng, bị đau tận gước, cái cơn đau của rừng nghiến đại ngàn, dằn xuống rồi lại nổi dậy từng cơn. Từ trần ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969, đúng vào ngày kỷ niệm Bác đã khai sinh nền độc lập của dân tộc. Bác nằm đó chỗ Ba Đình khai sáng nước, người nghỉ yên nơi người đã bắt đầu. Xưa Bác về một bộ áo quần nâu, nay giản dị ra đi màu sắc trắng. Ngọn suối của một đời trong sáng, nay kết tinh thành khối thủy tinh trong. Chọn cuộc đời Bác có ngủ yên đâu, nay Bác ngủ chúng con canh giấc ngủ. Người chợp mắt cả năm châu cùng đến trên giường Bác, chúng con không thắp nên. Đã có trăng sao ôm ấp quanh người. Bác yêu trăng như yêu một con người. Trong thơ Bác, trăng với hoa là bạn. Giao thừa tới từ nay đâu, tiếng Bác chúc đồng bào chiến sĩ dòng ngân vang. Giọng của Bác Hồ làm ấm cả không gian. Bác hãy ngủ giữa lòng Mạc Lênin, giấc ngủ nghĩ đời. Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng tiêu quý của chúng ta. Vĩnh biệt người con của quê hương, làng sen quy tụ chung quanh những người trong huyết tộc của Bác Hồ. Vĩnh biệt Bác Hồ, nhân dân vùng Bác Bó đến nghiêng mình bên suối Lenin. Vĩnh biệt
những người con của thành đồng tổ quốc biết sẽ phải làm gì. Bởi vì trong mấy mươi triệu nhân dân, các chiến sĩ và đồng bào miền Nam bao giờ cũng được Bác dành cho phần mến thương hơn cả. Hồi chuông nguyện, tiếng kinh cầu khác nhau, nhưng lòng tiếc thương Bác Hồ trong mọi tầng lớp nhân dân ta là một. Màu da tiếng nói khác nhau, nhưng toàn thế giới hướng về nhân dân ta để chia sẻ nỗi đau thương này. Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên nhi đồng quốc tế. Đều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.